kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số thông tin đáng chú ý trong tuần vừa qua. Ngày 6 tháng 11, Nội các Nhật Bản đã thông qua một dự luật phê chuẩn thỏa thuận tự do thương mại khổng lồ với Liên minh châu Âu. Theo đó, tới năm 2035, Nhật Bản sẽ xóa bỏ thuế đối với 94% hàng nhập khẩu từ EU, phần lớn là các sản phẩm nông ngư nghiệp. Đổi lại, EU sẽ xóa bỏ thuế với 99% hàng nhập khẩu từ Nhật Bản. EU cũng sẽ xóa bỏ thuế đối với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Nhật Bản như ô tô và TV. Ngày 5 tháng 11, các biện pháp trừng phạt nhằm vào khu vực tài chính và dầu mỏ của Mỹ đối với Iran bắt đầu có hiệu lực. Chế tài sẽ đánh vào xuất khẩu dầu, vận chuyển và các ngân hàng, tất cả các lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế. Ngày 7 tháng 11, chính phủ Italia đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện về một dự luật an ninh gây tranh cãi trong bối cảnh hai đảng thuộc Liên minh cầm quyền đang có những mâu thuẫn gay gắt xung quanh dự luật này. Ngày 6 tháng 11, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU khẳng định sẽ không ký kết một thỏa thuận rời khối với Anh hoặc đưa ra một giai đoạn chuyển tiếp dành cho London trong trường hợp Anh rời khối mà không đạt được thỏa thuận nhằm tránh một đường biên giới cứng với Ireland. Ngày 7 tháng 11, Tổng thống Brazil Michel Temer đã có cuộc gặp chính thức đầu tiên với Tổng thống đắc cử Jair Bolsonaro kể từ sau cuộc bầu cử vừa qua để thảo luận về tiến trình chuyển giao quyền lực giữa hai bên. Quý vị, ngày 6 tháng 11, cử tri trên khắp nước Mỹ đã đi bỏ phiếu trong đợt bầu cử giữa kỳ để lựa chọn người đại diện cho họ ở nhiều vị trí khác nhau. Trong đợt bầu cử giữa kỳ này, toàn bộ 435 ghế trong Hạ viện Mỹ và 35 ghế thượng nghị sĩ được bầu lại. Kết quả sơ bộ cho thấy, Đảng Dân Chủ đã lội ngược dòng ngoạn mục và giành được đa số ghế tại Hạ viện, trong khi Đảng Cộng Hòa vẫn kiểm soát Thượng viện. Kết quả bầu cử này sẽ dẫn đến nhiều thay đổi trong chính trị Mỹ và sẽ chính là chủ đề chính trong chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Ngày 7 tháng 11, Mỹ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả của bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ được chú ý nhất trong nhiều năm qua. Theo đó, Đảng Dân Chủ đã lấy lại quyền kiểm soát Hạ viện lần đầu tiên kể từ năm 2011, khi giành ít nhất 223 trên 435 ghế dân biểu, còn Đảng Cộng Hòa có ít nhất 197 ghế. Ngược lại, phe Cộng Hòa vẫn giữ thế thượng phong tại Thượng viện với ít nhất 51 trên 100 ghế so với 44 ghế của Đảng Dân Chủ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 cũng chứng kiến những mốc lịch sử mới. 89 phụ nữ đã giành được ghế tại Hạ viện, nhiều nhất từ trước đến nay. Trong số này, cô Alexandria Ocasio-Cortez, 29 tuổi, của Đảng Dân Chủ, là người phụ nữ trẻ nhất trở thành dân biểu Mỹ với chiến thắng ở bang New York. Bên cạnh đó, tại Hạ viện lần đầu tiên xuất hiện hai phụ nữ Hồi giáo đều là thành viên Đảng Dân Chủ. Tổng thống Donald Trump đã lên Twitter chúc mừng Hạ nghị sĩ Dân Chủ Nancy Pelosi, người gần như chắc chắn sẽ trở lại ghế Chủ tịch Hạ viện, cũng như các thượng nghị sĩ Cộng Hòa. Ông Trump cũng kêu gọi hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ hợp tác với nhau vì sự phát triển của đất nước. Hy vọng tất cả chúng tôi có thể làm việc cùng nhau trong năm tới nhằm tiếp tục thực hiện cam kết đối với người dân Mỹ, bao gồm cả về tăng trưởng kinh tế, cơ sở hạ tầng, thương mại, giảm chi phí mua thuốc theo tòa. Cuộc bầu cử lần này được dư luận quốc tế quan tâm nhiều hơn so với những kỳ bỏ phiếu trước đó. Ngoại trưởng Đức cho rằng sẽ là sai lầm nếu kỳ vọng sự thay đổi chính sách từ Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Mỹ vẫn là đối tác quan trọng nhất của chúng tôi bên ngoài châu Âu. Chúng tôi cần đánh giá lại và điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với Mỹ nhằm duy trì quan hệ đối tác này. Văn phòng Nội các Nhật Bản khẳng định nước này sẽ xem xét tăng cường quan hệ với Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump sau khi cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy kết quả một quốc hội chia rẽ. Điện Kremlin nhấn mạnh Nga không thấy triển vọng trong việc cải thiện quan hệ giữa Moscow và Washington sau cuộc bầu cử này. Trong khi đó, giới quan sát nghiên cứu mối quan hệ Trung-Mỹ cho rằng Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ về khả năng liệu Tổng thống Trump có thay đổi lập trường cứng rắn của mình đối với Bắc Kinh sau cuộc bầu cử hay không. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh từ chối bình luận về vấn đề nội bộ của Mỹ, song khẳng định mong muốn tìm ra giải pháp mà cả hai bên có thể chấp nhận. Việc bầu lại các ghế ở Hạ viện và Thượng viện như vậy được coi là cơ hội lớn nhất giữa hai cuộc bầu cử Tổng thống để cử tri Mỹ thể hiện quan điểm của mình về năng lực của Tổng thống đương nhiệm sau 2 năm cầm quyền. Vậy kết quả này nói lên điều gì? Mời quý vị cùng gặp gỡ Tiến sĩ Ngô Duy Ngọ, chuyên gia kinh tế chính trị quốc tế. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị. Vâng. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, Cộng Hòa đã giành được chiến thắng trong Thượng viện, còn Đảng Dân Chủ thì giành chiến thắng trong Hạ viện. Ông có nhận định gì về kết quả này ạ? Trước hết chúng ta phải thấy là nó hơi có một sự khác biệt giữa bầu cử vào Thượng viện, Thượng nghị viện và Hạ nghị viện.
Bầu cử của hạ nghị viện đó là các ứng cử viên bầu tại các khu vực bầu cử, nhưng mà trong một bang có nhiều khu vực bầu cử khác nhau, và đại biểu của các khu vực bầu cử đó thì đại diện cho cái khu vực mà mình ứng cử. Đấy là cái điểm thứ nhất. Còn bầu cử vào thượng nghị viện đó là cả bang bầu và lấy một cái số lượng nghị sĩ nhất định, cho nên là cái lá phiếu nó sẽ phân bổ khác nhau. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là vừa qua cái cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 vừa qua thì Đảng Dân Chủ đã chiếm ưu thế trong hạ nghị viện. Và bây giờ họ sẽ kiểm soát cái hoạt động của hạ nghị viện. Đấy là cái kết quả sơ bộ vừa qua. Cái kết quả này nó phản ánh là cái lòng tin của dân chúng đối với lại chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Tại sao bầu cử thì họ lại thất cử trong cái kết quả cuối cùng và bầu vào hạ nghị viện? Cái này nó có nhiều các cái nguyên nhân, mà cái nguyên nhân đầu tiên tôi cho rằng là những cái chính sách 2 năm đầu tiên của Tổng thống Donald Trump đã có tác động không tốt đối với lại đa số người dân ở tầng lớp trung lưu và tầng lớp nghèo. Cái chương trình về chăm sóc sức khỏe của Obamacare đã bị chính quyền mới của Donald Trump hủy bỏ nó. Và cái đấy tác động tới hàng hơn 20 triệu người ở Mỹ. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai trong cái cuộc bầu cử vừa qua thì ông Donald Trump, Đảng Cộng Hòa tập trung chủ yếu vào 2 vấn đề lớn, đó là việc làm và cắt giảm thuế. Thế nhưng mà cắt giảm thuế ở đây thì nó lại có tác động ngược lại đối với tầng lớp trung lưu và những người nghèo, bởi vì cắt giảm thuế ở đây chủ yếu là dành cho người giàu. Ông cắt giảm từ 35% xuống còn 20%, tức là một cắt giảm rất lớn, nhưng mà chủ yếu đấy là có lợi cho người giàu hơn là người nghèo. Mà cái điểm thứ ba mà ảnh hưởng tới kết quả bầu cử vừa qua vào Hạ viện, đó là Đảng Dân Chủ tập trung rất nhiều vào vấn đề phúc lợi xã hội và kêu gọi phụ nữ đi tham gia đi bỏ phiếu. Trong cái đợt bầu cử vừa qua thì có tới 52% cử tri đó là phụ nữ. Và người ta nói rằng là hiện nay số nghị sĩ nữ ở trong Hạ viện chiếm tới gần 100 người, đông nhất trong lịch sử bầu cử của Quốc hội Mỹ vừa qua. Thế cũng có người nói rằng là cái thành tựu kinh tế 2 năm của ông Donald Trump tại sao lại không có tác động gì đối với lại cái kết quả bỏ phiếu vào Hạ viện vừa qua. Thì thực ra 2 năm vừa rồi cái thành tựu kinh tế của ông Donald Trump nó không thực sự rõ nét cho lắm, và những người nghèo và những người tầng lớp trung lưu họ không cảm được những cái kết quả của cái chính sách kinh tế đó. Bởi vì nếu chúng ta xem năm 2010 năm thì cái tốc độ tăng trưởng kinh tế dưới thời Tổng thống Obama của Đảng Dân Chủ đấy thì là 2,9%. Nhưng mà năm 2017 gọi là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế năm ngoái đấy tương đối cao mới chỉ đạt được 2,3% thôi. Mặc dù là cái tỷ lệ thất nghiệp còn thấp hơn so với lại cái giai đoạn trước đó. Bởi vậy mà khi mà đi bầu cử thì đương nhiên là những cái tầng lớp trung lưu và những người nghèo sẽ ủng hộ cho Đảng Dân Chủ. Vâng, vậy ông đánh giá thế nào về sự tín nhiệm của Tổng thống Donald Trump sau 2 năm cầm quyền ạ? Nếu mà chúng ta nhìn cái chỉ số tín nhiệm của ông Donald Trump và chúng ta so sánh với lại cái nhiệm kỳ của các tổng thống trước đó, thì chúng ta thấy nếu chúng ta lấy một cái giai đoạn rất dài từ năm 1938 cho đến năm 2018, tức là 80 năm, thì cái chỉ số tín nhiệm trung bình của các tổng thống Mỹ trong giai đoạn đó là 53%. Nhưng mà tỷ số tín nhiệm của ông Donald Trump trong năm 2017 cao nhất được có 45% và thấp nhất là 33%. Và nếu như chúng ta so sánh với lại người tiền nhiệm đó là ông Obama thì chỉ số tín nhiệm cao nhất của ông Obama là 69%, và hiện nay của ông Donald Trump vào tháng 1 năm 2017 chỉ đạt có 45%, và trong cái tuần cuối cùng trước khi bầu cử thì cái tỷ số tín nhiệm của ông chỉ còn 39%. Có nghĩa là chúng ta so với lại các cái tổng thống tiền nhiệm trước đó thì cái uy tín của ông Donald Trump rất là thấp. Tại sao nó thấp như vậy? Tôi nghĩ đó là cái chính sách của ông Donald Trump vừa qua nó không được phù hợp với lại cái nguyện vọng của đa số cử tri. Thì tôi nghĩ đó là một cái kết quả rất là, nó phản ánh đúng thực tế của ông. Cho nên cái chỉ số tín nhiệm của ông Donald Trump 2 năm qua rất là thấp. Thưa ông, với kết quả này thì Tổng thống Mỹ sẽ gặp khó khăn gì khi thực hiện những chính sách của mình ạ? Ở đây chúng ta thấy rằng 2 năm đầu của ông Donald Trump thì có rất nhiều thuận lợi, bởi vì Đảng Cộng Hòa kiểm soát cả hai viện, đều chiếm đa số. Nhưng mà ngay cả trong 2 năm đầu của ông Donald Trump đã có rất nhiều khó khăn khi ông thực hiện các chính sách của mình. Bởi vì một là cái sự phản ứng, phản đối của đảng đối lập, đó là Đảng Dân Chủ. Và bản thân trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa cũng có rất nhiều người
phản đối và thậm chí còn chống lại cái chính sách của ông Donald Trump. Ví dụ như là thượng nghị sĩ John McCain mà ông vừa mới bắt cách đây không lâu, là người rất là kiên quyết chống lại những cái chính sách của ông Donald Trump. Ở đây tôi muốn nói ngay trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa cũng đã có những vấn đề về mâu thuẫn nội bộ với nhau. Đấy là trong 2 năm đầu tiên khi mà Đảng Cộng Hòa kiểm soát hai viện. Nhưng đến sau cái cuộc bầu cử ngày 6 tháng 1 này thì Đảng Cộng Hòa không kiểm soát Hạ viện, mà Hạ viện sẽ kiểm soát cái hoạt động của cái mỗi cơ quan lập pháp. Như vậy là ông Donald Trump sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc mà thực thi các chính sách của mình, bởi vì khi mà Đảng Dân Chủ chiếm một cái tỷ lệ đa số ở Hạ viện thì họ có thể đưa ra thảo luận bất kỳ một vấn đề gì, bất kỳ một chính sách nào của ông Donald Trump, có thể là chính sách liên quan đến kiểm soát vũ khí, bán súng cho, tức là sở hữu súng đối với người dân, có thể là vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, cũng có thể liên quan đến vấn đề người nhập cư và các vấn đề khác. Thế nhưng mà ở đây thực ra thì rất là may cho ông Donald Trump, ông còn kiểm soát được Thượng viện. Bởi vì nếu mà Hạ viện có thông qua một cái điều luật nào đó thì đưa lên Thượng viện, thì đó là Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, cho nên Thượng viện hoàn toàn có thể veto, có thể phủ quyết cái nghị quyết của Thượng viện. Nhưng mà rõ ràng đây sẽ rất là phức tạp, bởi vì nó có sẽ xảy ra cái xung đột giữa cơ quan lập pháp là Hạ viện với lại chính quyền hành pháp của ông Donald Trump. Và cũng không ngoại trừ là trong những năm tới, ông Donald Trump sẽ phải gặp lại những khó khăn mà có khi còn khó khăn hơn so với 2 năm đầu tiên. Ví dụ như là vấn đề không thông qua ngân sách thì chính phủ phải đóng cửa. Mà bây giờ Hạ viện lại chiếm đa số chứ không phải là bị là thiểu số như 2 năm trước. Vâng, cảm ơn ông. Chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình. Sự kiểm soát Quốc hội Mỹ sẽ bị chia rẽ trong năm 2019 khi Đảng Dân Chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump lại duy trì ưu thế đa số tại Thượng viện trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ quan trọng diễn ra vừa qua. Vậy Tổng thống Donald Trump sẽ phải làm gì để thực hiện những cam kết chưa hoàn thành của mình? Đây sẽ là vấn đề được thảo luận trong phần 2 của chương trình. Việc Đảng Dân Chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sẽ là thách thức lớn đối với Tổng thống Donald Trump, bởi giờ đây mọi công việc của ông sẽ chịu sự giám sát của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ, vốn luôn mong muốn hạn chế quyền lực của Tổng thống. Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Nancy Pelosi cho biết, phe Dân Chủ sẽ làm việc để kiềm chế các quyết sách tại Nhà Trắng, cũng như cải thiện vấn đề y tế, hạ giá dược phẩm và bảo vệ quyền lợi của hàng triệu người dân Mỹ. Cuộc bầu cử này có ý nghĩa lớn lao, không chỉ đối với Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa, đó là việc khôi phục lại quyền kiểm soát việc tuân thủ hiến pháp và tạo ra sự cân bằng quyền lực đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Nghị sĩ Eliza Comin cho biết, tôi có ý định sẽ thông qua Ủy ban Cải cách và Giám sát Chính phủ thuộc Hạ viện để tìm câu trả lời cho hàng loạt vấn đề mà bấy lâu nay Đảng Cộng Hòa phớt lờ, trong đó có các khoản thu nhập của Tổng thống và đặc biệt liên quan đến việc kinh doanh của gia đình ông. Hạ nghị sĩ Jaron Nader, người sắp nắm cương vị đứng đầu Ủy ban Tư pháp Hạ viện nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump cần phải biết rằng ông ấy không thể đứng trên luật pháp. Như vậy, Hạ viện mới có thể sẽ tiến hành điều tra về hoàn thuế trước đây và những xung đột lợi ích kinh doanh của ông Trump, cũng như những nghi ngờ ông Trump thông đồng với Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Bên cạnh đó, Đảng Dân Chủ ở Hạ viện cũng có thể gây sức ép đối với chính quyền Trump trong việc xây dựng bức tường ở biên giới với Mexico, thông qua gói cắt giảm thuế thứ hai hoặc các chính sách thương mại của Mỹ. Ngoài ra, đa số hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ Hạ viện cũng có quyền đề xuất luận tội Tổng thống Trump nếu có đủ bằng chứng cho thấy ông Trump thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, điều này không có khả năng xảy ra vì Đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số tại Thượng viện, mà theo quy định hiện hành, việc luận tội Tổng thống Mỹ phải được 2/3 thượng nghị sĩ đồng ý. Mặc dù vậy, việc Quốc hội Mỹ bị chia rẽ sau khi mỗi chính đảng kiểm soát một viện lập pháp sẽ đặt ra không ít khó khăn đối với Tổng thống Donald Trump trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ này. Vâng, thưa ông, theo ông thì Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải làm gì để thực hiện những chính sách mà ông đã cam kết, như là chính sách y tế, xây bức tường biên giới hay là ngân sách ạ? Đây, chúng ta biết là cái chính sách y tế của ông Donald Trump đã gặp sự phản đối kịch liệt của Đảng Dân Chủ. Và cả ngay cả cái chương trình mà xây dựng cái bức tường ngăn biên giới giữa Mexico và Mỹ cũng gặp cái sự phản ứng rất lớn của Đảng Dân Chủ. Như vậy, trong cái tình hình mới, tức là khi mà Đảng Cộng Hòa cũng ông Donald Trump không kiểm soát cả hai viện, thì cái việc mà thực hiện cái chính sách của ông Donald Trump là một cái gì rất là khó khăn. Và tôi nghĩ rằng để mà thực hiện được những chính sách đó thì chắc chắn là Đảng Cộng Hòa cũng như là chính quyền hành pháp
của Tổng thống Donald Trump sẽ phải có những cái thỏa hiệp, phải có những cái nhân nhượng đối với lại Đảng Dân Chủ. Chỉ có trong trường hợp đấy thì mới có thể thực hiện được những cái chính sách của mình. Nhưng mà thực hiện chính sách của mình không phải là thực hiện chính sách của mình nhưng phải có những cái điều chỉnh. Thì lúc đó đối lập người ta mới chấp nhận. Còn nếu không có thì đương nhiên là những cái chính sách của ông Donald Trump sẽ gặp cái sự phản đối của Hạ viện. Ông có thể thực hiện một số các vấn đề liên bằng cái gọi là cái sắc lệnh hành chính, nhưng mà không phải tất cả các vấn đề đều tổng thống đều có thể thực hiện được bằng cái sắc lệnh hành chính. Tôi nói ví dụ đơn giản nhất, đó là gần đây nhất ông có nói rằng là ông sẽ đưa quân đội, gửi quân đội tới biên giới giữa Mexico và Mỹ để ngăn chặn cái dòng người bị di tản, di cư từ các nước Trung Mỹ. Rồi ông đã nói là ông thậm chí là cho quân đội có thể nổ súng vào những người di cư đó. Nhưng mà đến bây giờ thì tình hình nó hoàn toàn khác, ông lại rút lại những cái lời nói đó. Và ông nói rằng là ông không phản đối cái chuyện mà người di cư vào nước Mỹ, nhưng mà phải di cư hợp pháp vân đủ thứ. Rồi những vấn đề khác liên quan, đó là quyền của những người mà sinh ra tại nước Mỹ thì có quốc tịch Mỹ. Đấy. Ông muốn thay đổi thì ông không có quyền thay đổi những cái điều khoản trong hiến pháp, mà điều khoản hiến pháp thay đổi cần phải có sự đồng ý của hai viện quốc hội. Như vậy là đây phải có những cái thỏa hiệp nhất định đối với lại Đảng Dân Chủ cụ thể đây. Thì lúc đó cái chính sách của ông Donald Trump mới có thể thực hiện được. Mà tôi cũng nhấn mạnh là cái chính sách thực hiện không phải là không có điều chỉnh. Vâng, vậy thì theo ông, khi mà Đảng Dân Chủ chiếm được đa số ở Hạ Viện thì liệu cuộc chiến tranh thương mại có được giải quyết không ạ? Nếu mà chúng ta nhìn tổng thể trong cái cuộc chiến tranh thương mại Trung Mỹ vừa qua, rồi giữa Mỹ với các cái đối tác, ví dụ như Liên minh châu Âu, ví dụ như là Canada, Mexico với lại Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc, thì chúng ta thấy rằng sự khác biệt giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa nó không lớn lắm trong chính sách kinh tế. Bởi vì những điều mà ông Donald Trump yêu cầu đòi hỏi những đối tác trong cái cuộc chiến cứ gọi là cuộc chiến thương mại mà, thì cái đấy đều có lợi cho nước Mỹ, chứ không phải là chỉ có thiệt hại đối với nước Mỹ. Bởi vì ông Donald Trump ông phải nhìn tổng thể, có những cái được, có những cái được và có những cái mất, nhưng tổng đại số của cái được và cái mất thì đương nhiên là cái được nó phải được nhiều hơn. Cho nên là ngay cả Đảng Dân Chủ chiếm đa số trong Hạ Viện thì tôi nghĩ rằng cái chính sách đối ngoại, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ nó không có nhiều sự khác biệt lắm. Thì đấy là cái thực tế. Cho nên cái chiến tranh thương mại tôi nghĩ không thể giải quyết bằng cách rằng là chính phủ hay là Hạ Viện dưới sự kiểm soát của những người Dân Chủ sẽ thay đổi toàn bộ cái chính sách thương mại hiện nay của Mỹ đang áp dụng với Trung Quốc hoặc là các cái đối tác khác. Tôi nghĩ là có những cái thay đổi lớn thì tôi nghĩ là không có. Vâng, vậy thì ông dự đoán thế nào về tình hình chính trị tương lai của nước Mỹ ạ? Nhưng tôi chỉ nghĩ tới cái tình hình chính trị của nước Mỹ trong 2 năm tới. Thì cái tình hình chính trị nước Mỹ nó rất là phức tạp bởi chỗ là cái cơ chế gọi là kiểm soát và cân bằng quyền lực hiện nay nó đã lập lại được, có nghĩa rằng là quốc hội không phải do một đảng kiểm soát mà nó do hai đảng kiểm soát, nên hai viện trong cơ quan lập pháp là hai đảng kiểm soát khác nhau. Cho nên là cái tình hình chính trị nước Mỹ nó sẽ rất là phức tạp. Và cái tình hình chính trị nước Mỹ nó sẽ không còn ổn định như là cái giai đoạn trước đó. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông và cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện ạ. Cảm ơn chị. Một số ý kiến cho rằng chính Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này khi tỷ lệ Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện không cao như những cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trước đây khi Đảng Cộng Hòa cầm quyền. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, 2 năm tiếp theo của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đầy sóng gió khi mâu thuẫn giữa hai đảng đang ở mức cao nhất từ trước tới nay. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.